Giới thiệu với anh em mình có một cục trigger đến từ Zinbay. Con này có mã là TRQ7 Mark 2 hoặc là TRQ72S. Cái này nó sẽ dành cho một cái là của Sony, và còn cái mã Q72 là nó sẽ dành cho Canon này, Nikon này, Fuji này, Olympus với lại Numix. Còn cái mã S là dành cho riêng Sony. Thì đây nó là cái mã của, đây mình sẽ khui cho anh em xem luôn. Giới thiệu với anh em qua một vài cái điểm xịn sò của chiếc Zinbay này. Đầu tiên thì em này sử dụng cái pin lithium, thay vì như Godox, bên Godox thì người ta sẽ sử dụng pin 2A là tiết kiệm chi phí hơn một chút, nhưng bên Zinbay thì giá vẫn như thế mà cái chiếc cơ nó xịn hơn hẳn luôn, có cả pin lithium bên trong. Mình sẽ unbox cho anh em coi nhé. Đây là toàn bộ sản phẩm có bên trong chiếc hộp, và đây là nhân vật chính của chúng ta. Đi tặng kèm, hãng này sẽ tặng kèm cho chúng ta một chiếc cáp Type-C. Bởi vì đây nó là một chiếc trigger, cái này thì có thể sạc được nha các bạn nhé, có thể sạc được và gần như là anh em không phải lo là hết pin. Đó, đây là chiếc Zinbay, con này là đến từ đây con này là dành cho Canon này, Nikon này, Fuji này, nói chung là dành cho tất cả các hãng máy ảnh trừ mỗi Sony nhá. Bây giờ mình sẽ cho anh em coi cái pin của nó. Đây là điểm rất là đáng giá của một chiếc trigger nhé mọi người. Mọi người thì rất hay tôn sùng kiểu cố đốc, mọi người hay kiểu bị hiệu ứng đám đông ấy. Nhưng mà thực sự nếu mà chất lượng thì anh em nên dùng Zinbay nhé mọi người. Tại vì là Zinbay sản xuất đồ rất là chất lượng, cầm rất là chắc chắn. Đây, mình đã bật cái cục trigger của chúng ta lên đây rồi. Nếu như mọi người, anh em mà nhiếp ảnh mà lâu đời rồi, anh em mà những chú hoặc những bác mà cựu thành viên hoặc là những cái bác mà cựu trong làng ảnh thì chắc chắn là sẽ không còn xa lạ Zinbay. Nhưng với một số bạn trẻ bây giờ thì chắc chắn là các bạn sẽ không biết là Zinbay là cái gì ấy. Zinbay thì nó là một thương hiệu rất là lớn trong làng ảnh nhá anh em. Buồn ngoài. Đây là viên pin của em nó các bạn. Anh em có thể thấy không? Pin rất xịn sò luôn, pin lithium nhá. Chứ không phải dùng pin 2A như bên X Pro đâu nhá mọi người. Hoặc là anh em có thể dùng mấy con X2T, X1T. Chúng ta có thể thay đổi được ở trên cái chân của cái Zinbay này nha mọi người. Chúng ta sẽ thay đổi được tất cả các hãng Canon này, Nikon này, Sony này, Fujifilm, RT, Olympus và Lumix, rất là xịn luôn. Đây nha các bạn, mình sẽ test thử cái khả năng sạc cho em trigger này. Cái trigger này thì chúng ta dùng pin lithium cho nên là chúng ta sẽ phải sạc bằng cái cổng USB, được cái tiện rất tiện lợi. Ok mọi người, mình đã cắm sạc này, anh em thấy không? Ở trên cái trigger của chúng ta nó đang hiển thị cái hình cái set này, nó là chúng ta đang sạc. Và cái cục pin này thì anh em có thể thấy là một cái cục pin này có lẽ là dùng nửa năm không hết.